Sơn Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay mình có 5 cái đuôi đèn zin theo xe của Dream Thái cho anh em. Thì nó là đuôi đèn zin theo xe cho nên anh em yên tâm luôn. Nói về cái độ dày dặn cũng như là cái độ chất của nó thì hàng mới nó sẽ không bằng nha, tại vì đồ theo xe riêng luôn. Cái trái theo xe này anh em nó rất là dày luôn. Cái trái mới nó rất là mỏng nha. Cái đấy là cái điểm khác biệt. Đây, nó có chữ Thái Lan đây này. Zin nha. Zin theo xe. Thì một cái như vậy là bán cho anh em giá 450 nha. Nhà mình thì có 5 cái. Chung anh em nào mà chúng ta cần chơi theo xe đẹp á, thì anh em liên hệ, tại mấy cái này đẹp hết luôn, chứ không có cái nào xấu hết á. Còn anh em chơi hàng mới á, thì mới nó 550 cái. Đến là cái cũ là mà nó rẻ hơn cái mới này, anh em mua có lời. Tại vì một bộ đèn bây giờ nếu mà người ta bán, một số anh em chưa bán lẻ, bán cái đèn đuôi này không, người ta bán 8-900 1 triệu nha. Tại vì ta tắt riêng anh em, cái đế là người ta sẽ bán khoảng 5-700. Còn ba cái chụp đèn ngoài người ta bán khoảng 500 nữa. Đạt nguyên một bộ này luôn, đầy đủ ở trong này là đầy đủ đèn này kia hết nha. Đây, đèn ở trong đầy đủ hết cho anh em, chá, dây điện đầy đủ hết cho anh em luôn. Là chỉ có 450 thôi. Đấy, anh em về là anh em sử dụng liền nha. Hàng Thái hết nha. Made in Thái Lan hết. Thì anh em nào cần thì chúng ta có thể quan tâm liên hệ. Đó, có một cái này nó bị nứt cái chỗ này này. Nó bị chỗ này nó bị nứt này, thì ta sẽ bán rẻ cho anh em thôi nha. Còn mấy cái này thì đẹp hết. Còn lại là đẹp hết nha. Hàng Thái Lan, mới đi Thái Lan hết này. Đó, yên tâm luôn. Về là anh em chúng ta sử dụng ok, ngon lành cả nhà nha. Thì giá 450 một cái. Cái này anh em mua về anh em sử dụng liền nha, không có làm gì hết á. Cái này bên nhân viên mình đã vệ sinh sạch sẽ cho anh em rồi, cho nên là anh em chỉ cần mua về đây anh em xài thôi, không có cần phải suy nghĩ làm gì hết nha. Giá 450 một cái, chuẩn hàng theo xe cho anh em, chuẩn hàng Thái luôn. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.